mình đâu hết rồi. Bánh mì sữa, bánh mì ngon. Đây mình gặp bánh mì sữa ngon quá, mình mua ẩm hộp chỗ này luôn. À và bánh này để thương hiệu nè, bánh mì sữa nè cô chú, đặc biệt thơm ngon, 5.000 một bánh mì sữa. Bánh mì sữa cô bác ơi. Thơm quá cô chú ơi, rất nhiều luôn nha. Mày bấm chú chạy đường có gặp chiếc xe này để mở bánh mì cho chú này luôn nha. Quá thơm luôn. Rồi chào chú luôn, bye bye. Chào chị, hôm nay chị bán gì vậy chị? Rồi. Dạ bán bánh dời hả? Dạ. Rồi đâu bánh dời đâu chị? Bán hết rồi, bán dạ. Dạ vậy hả? Bán cơm ngon quá ha con. Cơm này dạ cơm bì ngon quá ha. À, một dĩa khoảng nhiêu tiền vậy con? Dạ cũng bình dân quá ha, ngon lắm nè cô chú. Cơm bì nè đó, cô đang bán một dĩa kìa, có vịt chua ngon quá ha, vịt leo, cà rốt, củ cải luôn, đặc biệt là có ớt kìa, ớt cô làm đỏ tươi ngon quá luôn. Mỗi ngày mình bán được nhiều không con? Bán đâu đâu. Dạ, cái này cơm tấm hả con? Cái này nấu tấm. Dạ, ngon quá ha. Bao đẹp quá luôn nha cô chú. Mình bán được lâu chưa con? Chúc sức khỏe cô mai mốt bán thật nhiều cơm tấm cho bà con dùng hả cô? Dạ chào cô. À, dì hai vui vẻ, năm nay được nhiêu tuổi dì hai? 79 hai. Dạ 79 hả, tốt quá ha. Dì cũng thường thường cũng bán lặt vặt tiếp con cháu vậy hả dì? Dạ. Cố gắng bán cho chúng số đặc biệt đi, bà con sẽ mua nhiều và cho ít tiền cho chú cho đỡ. Dạ tôm này chúng ra cho. Dạ vậy cũng được quá ha chú. Mà hồi đó giờ bán được chúng mấy lần rồi chú? Ăn ủi đâu à. Dạ cũng được ăn ủi. Đây cũng có tôm nè cô chú. Chúng này đang bệnh hay gì đó, đi chậm lắm nè cô chú. À có mối rồi kìa, thường ngày mình có lại đây mua thường hả cô, mua bắp nè. À cô này vui vẻ quá nghe cô chú, vậy là mai mốt cô có làm gì nghe ủng hộ cho cô nghe. Ai da cầm cái giỏ nè cũng biết phải à. Màu đỏ tươi luôn. Ý cái này trái nhào để mình bán để cho bà con sử dụng thành phố hả cô? Thường thường vậy hả? À được quá ha. Cái này mình cũng bán ký ha, bán bọc cơ. Dạ ký nhiêu cơ? Dạ cũng bình dân nha cô chú. Rồi nắm rơm cô nữa kìa. Rồi à, ok quá ha, cũng
Dạ. Dạ mà thấy cô giờ cũng trẻ khô, cũng ngang ngang với chú rồi. Được. Rồi cái cách xài sao mà biết gì hả cô? Đếm mắt. Dạ đếm mắt hả? Ừ, 20 mắt chừng ký. À cái tay mình gờ gờ ha. Dạ dạ. Hèn chi nói người mù xỏ kim được là cũng cái tay gờ hay sao á? Tại có cái thế đó, giống như Vịnh ngay đây nè, thấy cái tay bên đây đụng đụng ngay cái chân giữa của cái khoảng hai cái tay chấp lại đó là xỏ vào. Hay lắm nha. Dạ. Dạ ngon hơn hả? Gì? Dạ, dạ. Mang ở trên núi Cấm mới có. Dạ núi Cấm mới có hả vậy? Dạ, ở đây không có đâu. Dạ. Rồi cái này vậy đi bứng luôn hay gì vậy? Dạ về kiếm mình mua cũng nhiều năm rồi đó, mà lâu lâu mình mua một lần nó thấy chú rất vui vẻ luôn đó. Còn chú nếu mình đi chi tơ mà không lại đem hộ cho chú thì ổn lắm luôn á, đặng gieo duyên. Dạ để rồi nè, mình quay sơ lược cho cô chú xem ha, nhiều hàng lắm nè cô chú ơi. Bánh mì baguette. À bánh mì baguette hả, một ổ nhiều đẹp quá vậy. Ổ 3,000 bình dân quá ha. Dạ, vậy bình dân bánh. Dạ. Canh bột sắc. Ồ nhìn thấy ngon quá rồi cô chú ơi. Dạ dạ. Này, à, quá bánh mì ngon, ăn với bánh canh. Rồi cảm ơn dì hai nghe. Dạ, chúc sức khỏe ơn. Dì hai nghe dì hai. Dạ, dạ. Mời mốt bán trời thật nhiều bánh canh và bánh mì luôn nghe vậy. Dạ, ý cái này ăn nha. Trước à... trước là bột sắc đó anh. Dạ bột sắc hả, ngon. Dạ, vậy bột sắc ngon lắm đó. Mình đi chi tôm của chi tôm mình đó. Dạ mình đi chi tôm là mình thích ăn bột sắc này nè. Dạ. Nghe cô chú à, bánh canh ở nghe ở Lò Gẹn bả nó là mình ghé đó. Đây mình ăn nè, lắm luôn đó, tại đó, mình không biết của cái cô này. Chắc dạ. Chút quay xong chắc lại đây ăn quá. Vậy chú lại ăn hay ăn bây giờ? Nè cô chú, mà cô này vui vẻ lắm nghe. Đi chi tôm mà mình không ghé đây ủng hộ. Ủng hộ cái này là gác cổ nè, ngon lắm nè. Chú mềm một bó khoảng nhiêu vậy cô? Dạ chừng nửa ký hơn nửa ký. Là bó đại tiền. Vậy đó. Dạ nhiêu tiền hả? Ký dạ 1 ký được 60. Dạ, vậy là cũng như là 30, 3 mấy ngàn ha. Tại mình mới nhổ sáng không? À, mới nhỏ mà cái này nó không bự không mà nó cũng không nhỏ, nó vừa vừa ha cô. À, chào cô, có một cá chẻ, cá này cá chẻm ấy không phải, cá leo nha cô chú. Con này gấp cỡ 2 kg mấy rồi ha. Dạ, cũng nặng quá nè cô chú. Rồi có cá chèn đó kìa. À có đặc biệt là con cua này cua cái có gặt không cô? Cua này cua cái mà cua thịt. Dạ chưa có gạch ha. Có gạch mà gạch thịt chứ không phải là son. Dạ dạ. Ký khoảng nhiều ha con? Ký 250 nha. Dạ. Bình dân. Dạ bình dân ha, quá đẹp luôn cô chú ơi. Con này chắc cỡ cũng nặng. Đây cái này mới cá chẽm nè. À cá chẽm là cô chú. À cá chẽm, cá rô biển gì có đầy đủ. Dạ. Cá đồng. Dạ. Cá tăng nó nặng dặn. À mua nhiều quá vậy hả? Mua đó, tôi dặn đi dặn đó. À. Đi mặn mà. Quá, ủ đẹp quá ha. Đó 2 ký hay gì vậy? Không biết chưa, nó chưa canh. Nó mới có để lên nè. Cá lóc 1 ký 4. Canh cho đủ nha con. Bà đừng có sợ con ăn cả nhà. Chứ không phải mình ăn con ăn. 94 ngàn. 2 ký lù bà 70. Con ăn cả nhà. Cá lóc 1 ký 40 ngàn. Mấy con đó, đó. Quá. 4 con. Cá lóc 1 ký 40 ngàn. Lên đây coi, đây coi. Cá lóc 1 ký 40 ngàn. Cá lóc 1 ký 40 ngàn. Này có cái vạc bắt nè. Cá lóc 1 ký 40 ngàn. Cá lóc 1 ký 40 ngàn. Cá lóc 1 ký 40 ngàn. Đây là chết luôn. Cá lóc 1 ký 40 ngàn. Chú này đi bán nè. Ký có 40 ngàn à, bà con đang mua nhiều quá luôn. Bình dân lắm nè, cá này cá mạnh lắm nè, mình mua mình gặm vài bữa sau mình ăn cũng được luôn. Gặm 2-3 bữa ăn đó à, chú nói đó gặm 2-3 bữa cũng giờ không sao. Cái này là trực tiếp với hầm mình với chỗ mình nuôi mình kéo lên hả chú? Bánh chào của chú anh chị và các cháu, hôm nay chú Sóc Cà Me đến huyện Chi Tôn tỉnh An Giang sẽ ghi hình tiếp theo cho cô chú anh chị xem. À, trước đây là Bùng Binh. Đây là ngã tư nha cô chú, thẳng màn hình là về cây me và lên núi Cấm về An Giang cũng được. Rồi bên đây bên trái màn hình mình đó, ngay tay mình chỉ đó là về Cống Ranh, Lò Gạch và đi về Hà Tiên, Gạch Giá cũng được. Rồi mép bên đây đó là đường vô trung tâm thị trấn chợ Chi Tôn luôn nha cô chú. Bên đây cũng được, bên đây là cặp mé đường chạy vòng ngoài
để bọc qua bên Long Xuyên và cặp mé đường đây là nẵng khoảng chưa tới cây số là có chợ cặp cặp theo mé đường đó cô chú ơi. Rồi đồng hành với chú Sáu Cà Me sẽ quay tiếp theo nha cô chú, để mình lên xe mình chạy. Đây cô chú, để mình chạy sơ lược ở thị trấn Chi Tôn cho cô chú xem nha. Ở bên màn hình bên đó là mình thấy bách quá xanh đó. Bên đây là cổng chào vô thị trấn. Đây là mình tiếp theo cô chú. Nhà phò chiên chọc gần dỗ gần cô chú. Đây là tới ngã tư một đường bên trái là vô chợ và cô chú. Đường bên trái này là vô chợ nè, hiện giờ bà con nhóm cũng tương đối là đông nè. Còn đường bên phải mình á là đường này về cống ganh 8000, về gạch giá đổi cũng được luôn. Đây mình thấy là có bưu điện Chi Tôn. Đây thì có bán bánh mì nè, bánh mì này cũng rẻ nè cô chú, có 10.000 ổ à. Đây là công viên xuống chợ Chi Tôn. Xe đang chở niệm đẹp. Đội tích dập chín cây của chú, đây là có chùa Ông Bổn. Bách quá xanh rồi cô chú ơi, nhà thuốc an khang, giao hàng tận nơi. Này sửa xe ông Đa Nhật. Đường này cũng vô chợ. Để mình sẽ quay sơ lược coi cô chú anh chị xem. Bán mè thái nhiều quá, đường thốt nốt luôn. Để ở bên trái mình là đường này vô chợ nè cô chú, để mình sẽ quay tiếp theo. Ở đây là có cô này bán cam, thanh long, bưởi và bơ luôn. Ở đây dán này thì xe lớn chạy cũng đang hơi kẹt xe. Chú này đang bán cua biển.
mưa hơi nước nhiều quá không chú ơi. Đường này mình đi, chạy đi kiếm chỗ gửi xe một chú. Bên trái có đường là trước màn hình có cây xăng. Để mình chạy vô đường này mình gửi xe cho chú. Ở đây cũng gần đầu đường này, ở đây cũng có gửi xe nữa nè cô chú. Mình cũng không biết nãy mình vô đó nó phải xa cô chú. Ở đây thì nó gần đường chút. Đây bán bánh ngon quá, bánh nếp chanh. Đây nè cô chú, nước sâm ngon quá nè. Cái này là mắm hay gì vậy con? Dạ, ngon quá ha. Rồi nước mắm mình nấu luôn hả? Dạ. À vậy hai mua cái chổi nhiêu tiền, đẹp quá vậy vậy hai? Dạ, Bình Dân ha. Mấy giờ ở đó quét rồi trước chỗ nào? Để cái này là bánh 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 kêu này bánh gì ha con? Dạ, bánh bèo. À bánh bèo. Mỗi hộp nhiêu tiền vậy con? Dạ bánh 4.000. Dạ. Ba hai bánh 8.000, ba ba bánh thì 12.000. À vậy khuyến mãi chốc ha, cho ba bánh 12.000 cái 4.000 nha, tại làm cái này bự lắm nè. Rồi cảm ơn con á, chúc sức khỏe con ha con. Dạ. Ông luôn bán giá kìa. À giá mình làm nhà luôn hả cháu? Ngon quá ta. Cộng về dài không à, đẹp quá à, cô cháu ơi. Quá. Đây là cô chú mình ở trong chỗ gửi xe mình đi tắt tắt ra đây nè. Đây là có bán bông hoa. À. Có măng chua mà ngon quá nè. Có cá chạch nè, cá chạch ngon quá à, chú ơi. À cá chạch nè mà. Cái này mà mình phơi khô mình rang hả? Rang chấm đường chắc ngon lắm luôn. Không có tốt hơn là mình nghỉ ăn đi là được à. Còn nếu mình ăn là bà con bắt cũng vậy à. Cũng như cá gì chết, giống như cá gì dẹt đó thì mình ăn. Chứ mình không có... Nè chú nè, cũng như lừa. Lừa lừa cách chết nè. Lừa cách chết chú mùa. Chú này... Mà cái món này chú là vậy làm gì ăn ngon chú? Ngon. Dạ vậy ha. À, nếu mà mình rảnh gỏi mình phơi khô cái nữa mình rang giấm đường chắc ngon lắm ha chú. Nói gì ba cái đó thì thế nào mà đỡ tới giờ. Dạ. Bây giờ mình tranh thủ liền đi. Rồi cảm ơn chú, chúc sức khỏe chú ha chú. Dạ. Ví dụ như mình mà có tiền dư giả ra thì mình mua về mình phơi thì cái đó mình làm nó ngon. Dạ. Đó là cái đặc sản miền Tây. Dạ. Yeah. Đặc sản miền Tây. Cá chặt hả chú? Dạ. Cái này 150.000 chú thấy vừa. Ok.
cá cặp gấu cho lớn. Rẻ ha. Rồi cảm ơn chú nghèo ha. Rồi. Đây chớp này cả chú. Chú. Đổ về xem chú. Cháo bán ghẹ ngon quá ha cháo. Ghẹ rộng hủ tiên ngon quá nè con chú. Con bự này khoảng nhiêu ký gì cháo? 100. Dạ bình dân ha. Trong này cũng vậy hay vậy cháo? Trong này thấy bự hơn à? Cũng đây là cháo này bán thật nhiều nha con chú. Ngon lắm luôn á. Mai mốt cô chú có đi chợ Kỳ Tôn thì nhớ ghé đây ủng hộ ghẹ này cho cháu ha. Bán giá cũng bình dân. Ngoài này cũng 200 luôn ha cháu. Dạ. Nhiều lắm ha. Rồi cảm ơn cháu, chúc sức khỏe cháu nha cháu. Mai mốt bán thật nhiều ghẹ luôn. Đây ở đây mình thấy có cá chê này cô chú ơi. Cá chê trắng ngon quá cô chú ơi, cá chê trắng xong nè nha. À đặc biệt ngon luôn ha. Chuột bơ luôn. À ký khoảng nhiêu vậy cháu? Cá bự 50. À bình dân quá ha. Thì trắng nấu chua thì con đấy. Nấu chua là tới bến luôn ha. Con đi rồi cho cô chú đi. 50. 4 năm anh em ha, nấu mà lẩu bánh chua ha, cắt lượng rau ha, rất ngon luôn. Rồi cảm ơn cháu, chúc sức khỏe cháu nha. Đây cũng có cá chê nữa mà cô chú ơi, cá chê trắng ngon quá ha. Đặc biệt là bên đây có ghẹ nè, các đồ hải sản luôn. Ghẹ sống ngon quá nè, rộng oxy nha cô chú. Quá ngon luôn nha. À quên đó, ghẹ này mình khoảng nhiêu ký vậy cháu? 200 hả cháu? À ngon quá nè cô chú. Mua nửa ký lô cũng nhiều lắm luôn á. Đây. Ốc này kêu ốc gì quên rồi cháu. Ốc hương biển. Mấy con nhỏ nhỏ đều đều không ha, mà nó bò kìa, nó đang lú lú rồi kìa, được quá luôn, ngon lắm luôn. Cháu này bán cũng nhiều sản phẩm hải sản quá ha. Rồi càng này kêu bằng càng gì vậy cháu? Cào ghẹ đá nè cô chú. Ký nhiều cháu? À cái này lớn 200 mấy nè cô chú, bằng nhỏ này thì 140.000 ký. Rồi có ốc móng tay nữa nè cô chú. Cháu bán nhiều đồ hải sản ngon quá luôn nha. Rồi cảm ơn cháu, chúc sức khỏe cháu hả cháu. Mai bóp bán thật nhiều hải sản nha. Này ốc này con chú. Ốc sò huyết. Ốc ngon quá. Này đặc biệt là có hàu luôn. Mấy ốc này kêu ốc gì? Ốc gì chắc đấy. À, ốc núi nè cô chú. Rồi cảm ơn cô, chúc sức khỏe con ha. Bán lò nữa dạ. Bán lò nữa. Chăn tươi một bọc một ký. Cô bán cá biển ngon quá cô. Cá mặt má ngon lắm nè cô chú. Ký chị mua nhiều gì, chị mua nửa ký hả? Dạ nhiều tiền. Dạ 40.000. Dạ rẻ quá ha. Cá này rẻ mà. Dạ. Ăn lắm. Mà ăn nó thơm quá ha cô. Cá biển, cá mặt má ngon lắm luôn á. Cá này có nục. Dạ.
Rồi cảm ơn chị nha chị. Tôm thẻ ngon quá nè cô chú ơi. Thẻ bự bự không nè, bên đây mình bán cái gì mà hết hả chú? À bán cũng được không ha. Rồi, cảm ơn chú nha chú. Dạ, chúc sức khỏe chú. Rồi chấm chơm thôi chú. Vừa hấu rồi. Mình ngon quá rồi chú ơi. Nho, nho mình cũng rất ngon luôn nè. Đặc biệt là bên đây có bán trứng vịt rất nhiều nè. Cháo này bán trứng vịt rất nhiều ha. Trứng vịt hồng hồng không đẹp quá là chú này đang lựa nè. Bán sữa đậu nành của chú. Đây cũng trứng cút, trứng gà, trứng vịt nữa cô chú ơi. Này có nấm rơm ngon quá nè cô chú. Rơm to to không lớn. Quay chú đừng quay mặt con nha. Rồi rồi. Nã chết luôn. Rồi rồi. Cái này mình có cắt chớp ngon quá ta. Dạ có cạo xong chú ơi. Cạo xong hả? Của sản phẩm của mình ha, mình cân lại ha. Dạ con cân lại rồi dạ. Cạo xong. À vậy cũng được ha. Nấm rơm này nấm rơm đồng. Rơm ngon quá. Rồi dạ. Cái này cá này mình làm sẵn cho bà con luôn hả? Dạ. Làm sẵn bán mỗi vậy em ơi. Quay lên YouTube. Quá ngon mà. Đang mua một chục trứng. Chục trứng gà bán được nhiêu vậy cháu? 30 ngàn hả? Quá bình dân luôn. Này gà đậm mình rất ngon luôn. Gà Thả Lan nè. Trứng thì gần gọi gọi mà rất chất lượng nè. 30 ngàn chị, 50 trứng. Câu này bán cớm nè. Dạ. Dạ, chào anh. Hôm nay mình có lươn nhiều vàng tươi ngon quá ha anh. Khoảng nhiêu ký vậy anh? À bình dân quá cô chú. À, hồi sáng giờ mình bán được nhiều cho anh. Cũng bổ mà. Dạ cũng được ha. Hôm nay chợ mình mát dịu dịu, bà con đi chợ cũng đỡ ha anh. Dạ. Rồi chúc sức khỏe anh nha, mai mốt bán thật nhiều. Dạ. Quay bà đi. Thật nhiều. Quay bà đi. Rồi, cảm ơn anh nhiều á. Bên đây mình cũng có cá he nữa nè. Rồi bên đây là có cá dầu đếm. Con nào con nấy chồng quay ú quay cục cục ngắn nha cô chú.
quá ngon luôn. Rồi, cảm ơn cô. Đây có cá đuối nè. Khóm ngon quá. Bà con đấy có đi chợ gì tôm ghé đây ủng hộ khóm cho cô này luôn nha. Với quay bà con biết bà con dễ mua. Dạ. Giống mấy người sư đó, người YouTube quay gì nhiều đó mà bà con biết. Làm sẵn ngon quá ha cô, làm sẵn luôn rồi cô chú. Cô này làm rất nhanh tay luôn á ha. Rồi cảm ơn cô, chúc sức khỏe cô ha. Đây cô chú ơi. Chào chú hai. Chào chú. Dạ. Cái này bán mưa gió bán ế quá buồn. Thường thường lấy được nhiều tấm chú. 200 mà ngày 200. Dạ, gắng cố gắng bán dạ, cho chúng số đặc biệt đi bà con sẽ mua nhiều và cho ít tiền cho chú cho đỡ. Dạ dạ. Dạ. Cái này chúng là cho. Dạ. Vậy cũng được quá ha chú. Dạ. Mà hồi đó giờ bán được chúng mấy lần rồi chú? Ăn ủi đâu à. Dạ, cũng được, ăn ủi cũng được. Miễn bà con có được tiền là được rồi. Rồi cảm ơn chú nha, chúc sức khỏe chú. Rồi đây có bán cua nữa nè, có chú cua bự bự không ngon quá luôn á. Đây có hào nữa. Rồi có ống móng tay mà đang phun nước lên luôn rồi cô chú. Này rất chắc ngon lắm luôn á. Còn này có sò huyết nữa nè. Hào luôn. Đây là đặc biệt là có ốc. Cô này ở đằng trước này bán trái cây để mình lại nè cả. Yeah, bà đang bán trái cây rồi cô chú. Mua bông súng ngon quá ha chú. Về nấu canh chua hả chú? Về nấu canh chua. Dạ, ngon quá ta, được con cá gì rồi? Cá lóc. Dạ, cũng được ha. Rồi chúc sức khỏe cho chú nha chú. Rồi. Có lấy quà gì không? Hả? Dạ. Giấy đây. Dạ. Giấy đây gì? Giấy đang bấm xem. Xem kênh đó, đặng mai mốt thí dụ chú có thấy rồi gặp chú. Đây mình qua bên đây tiếp cho chú ơi.
cơm thẻ ngon quá nè cô chú, con bự bự không luôn nè, đặc biệt là có gặm oxy sắm luôn nè cô chú, quá ngon. Chào chào cô, cá tiêu hầm ngon quá hả cô? Dạ đỏ tươi kìa, hồng đẹp quá luôn. Còn à, mấy con ai da mấy cá rô này mạnh quá, nó lóc tung tăng ở trong cái sửng kìa. Cái này mình kêu cái gì cho nó hợp ta, hình như cái sửng nó cũng chặt chặt rồi ta. Cái gì thì quên rồi. Cái bơ cái sửng gì cũng được hả? Dạ cái có sửng này. Dạ dạ cái sửng hay hơn ha. Dạ thường ngày có bán đây không cô? Bán hàng ngày chú ơi. Dạ cũng được ha, mình bán mỗi ngày được 40-50 kg gì không cô? Dạ không được, cô làm ở này chợ ấy bán được. Dạ. Bây giờ bán hàng ngày có 10 kg à. Dạ ít gì hả? Dạ, mà sao bây giờ lấy 20-30 kg? Dạ bây giờ mình thấy cũng còn nhiều nè, mà có 10 kg coi nhiều mà trước hai giờ chữ gì đó, tại vì cái lóc nó nhảy hoài đồ lên giá đó chú ơi. Dạ vậy hả? Cái nào nó cũng lên giá, cái nó hơi chậm lại. Dạ. Rồi từ từ bà con quen cái bà con mua tiếp theo hả con? Dạ. Dạ. Có cô chị đó lấy mà chắc bây giờ được, vậy là tới 52 ngàn, mùa làm không có nhiêu đâu. Dạ. Không lẽ ra 60. Dạ, cá tiêu hầm rồi con. Cá tiêu hầm cũng 52 ngàn. Dạ, 52 ngàn hả con? À, rồi con đó bự được rồi đó. Cá 11 gốc 52 ngàn. Cô bán mà bán quen rồi con này khoảng nhiêu cô nhắm chừng được không cô? Con này á hả, cái 50 ngàn. Dạ. Con đi 45 ngàn hả? 45 ngàn xém chút nè. Dạ. Đón vậy cũng chính xác rồi, được 7.5 gram 45 ngàn. Dạ. Đón vậy được 70-80% đó nghe cô chú. Rồi cảm ơn cô nhiều nghe cô. Dạ. Rồi mới mốt bán thật nhiều cá cho có ít tiền hả cô? Dạ. Đó nữa để mình xem phim đó. Như nữa cô á, cô bấm vô điện thoại vô tiếng là cô gặp cô. Vậy đây. Dạ dạ. Để làm kỷ niệm luôn cô. Dạ. À, cô làm cá nhanh quá ta. Năm nay được nhiêu tuổi rồi cô? Năm nay hả? 69 tuổi rồi. Dạ, ok quá ta. Còn khỏe mạnh quá luôn á. Dạ, tại vì nghèo chú ơi chứ phải lấy là kỹ tại thì cũng dạ. Nghĩ ra bằng cá nè cá rồi. Dạ. Kệ đi, mình ra đây mua bán cho nó vui cô, có bà con đi chợ đông nè, với nói chuyện nhiều một chút cũng được. Dạ. Rồi chúc sức khỏe cô ha. Dạ. Đây cũng có tôm nè cô chú, chú này đang bệnh hay gì đó, đi chậm lắm nè cô chú. Cây nho thanh long me thái rồi chôm nhãn đây cũng vậy cô chú ơi, mình xích lại đây đây. Ở đây tôm đẹp quá cô chú, tôm thẻ ha, rồi đẹp quá luôn, với cá chạch nữa nè, có cá làm sẵn luôn, có con thắt lát nằm cạnh bên luôn rồi. À, cái này có cá chèn nè, lên TikTok à? Lên YouTube. Cái này cá đuối mình ngon quá ha, cá lưới lứa lứa không kìa, bà con mua thí dụ ăn ít thì mua 1 con 2 con là bắt đầu về mình sử dụng rồi. À, còn bên đó cá vừa chó với cá điều hồng. Chú sáo kẹo me, cái đó là nở mình xem video đó, kênh YouTube đó mình gặp để làm kỷ niệm luôn. Bè tôm trong đó ngon quá ha. Rồi cảm ơn cô, chúc sức khỏe cô ha. Sống ngon quá. À tôm bự bự xong ngon quá ta. Nhìn mình thấy mê luôn nha cô chú, mà gặm trong oxy nè. Cái đó chắc cỡ nè. À, thêm mấy con nữa mới được 1 ký. Rồi, 1 ký thôi. À, ok. Nhiều tiền 1 ký gì chắc? Dạ, 180. À,
bình dân ha. Rồi chúc sức khỏe cho cháu ngày 21 bán thịt nhiều hải sản ha cháu. Chuối ngon quá với giá nè, cô trộn với bắp chuối đẹp quá ta. Cô năm nay cũng lớn tuổi mà cô làm sản phẩm đẹp quá luôn đó thôi cô chú. Đặc biệt là giá này giá thấy đẹp quá luôn nè. Giá sạch nè cô chú, quá ngon luôn nè. Rồi xả nữa, rồi ớt nữa. Rồi nãy giờ chưa thấy mặt cô phải không? Cho thấy mặt cô nè, đó, thấy chưa? Năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 78. Dạ, 78 hả? Mà còn làm lao động nhiều quá vậy cô? À, ra chợ cho nó vui hả cô? Dạ được quá nè, đâu vào cho bà con thấy cô vào cái con không ăn dạ. Dạ cô vào nhanh như cái máy đó nè cô chú, đều gan luôn nè, đó thấy chưa nè cô chú nè. Đó quá đẹp luôn, cái này về bắt lên vô tiếng bắt nó đây, bắt lên cái này là thấy liền luôn ở trên đó đó đây. Có ớt ngon quá à. Thường thường mình là ăn khô quẹt đó nghe cô chú, mình bỏ hai ba trái ớt vô cái làm tôm luôn, mà cuối cùng là ăn tôm đó mà nó không có hao. nó mặn mặn mà nó cay cay. Dạ rồi chúc sức khỏe cho cô nha, mai mốt sống hoài làm ra những sản phẩm rau cho bà con ăn hả cô. Trăm tuổi đi, ra chợ này trăm tuổi luôn, tặng cho vui vẻ với con cháu luôn. Chào cháu, hôm nay dừa mình để trước sao đẹp quá vậy cháu. Ai da sắp dừa cũng sắp kỹ thuật của ta, đều gan nè cô chú. À, mình không biết là mình sắp là bị ngã đó nghe chú, này nè sắp không ngã luôn đó. À, dừa này mình bán nhiêu ký vậy? Dạ 40 hả, cũng bình dân ha. À, mỗi ngày mình làm được khoảng 100 trái không chú? 200-300 rồi. Dạ vậy hả, vậy cũng ok quá ta. À, trong mình mấy người làm mà tới 200-300 trái nhiều quá vậy? Hai chồng hả? Ôi, ok quá. Chắc chú cũng tham gia với thím cũng thật lắm à, mới làm ra bán được mấy trăm trái. Cái này mình nạo luôn ha vậy? Cái này mình lột vỏ ra luôn rồi hả? Lột ra hết rồi, ở dưới Bến Tre nó làm vậy đó. Nó lột sẵn cho mình hả? À vậy cũng tiện. Rồi cảm ơn chú, chúc sức khỏe chú nha, mai mốt bán ngàn trái luôn nha cháu. Dạ. Cho cực nhiều một chút nha cháu. À, cực mà vui hả chú. Rồi cảm ơn chú luôn. Đây bên đây cũng có dừa nó là cô chú. Rồi bên đây là có cô này bên đây để coi coi cô ai đây. Rồi đúng rồi cô đang bắn bắp nha cô chú. Đâu ở đâu? Rồi 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 tới luôn, mà bây giờ cái người nói mình phải quay người nói một cái nữa chứ. Đây nè trứng vịt ngon quá luôn nha, trứng gà bự bự không cả, rồi trứng cút nữa à, đặc biệt là quay bà đó là đặc sản là đồng bằng sông Cửu Long mình nè, bông lưu tiễn nè cô chú ơi. Cháu bên đây cũng vui vẻ quá à, mai mốt đi chợ chị Tôm ghé đây ủng hộ trái cây cho cháu này luôn nha cô chú. À, chào cháu, chúc sức khỏe cháu, mai mốt bán thịt nhiều trái cây luôn. Đây, tặng phẩm cho cháu luôn. Gừng ngon quá nè cô chú. À, lúc này trời lạnh nè, mình ăn ít gừng là ấm bụng luôn á. Gãi. Bắp ngon quá cô chú ơi. Cái này mình bán mỗi trái khoảng nhiều ha cô. Dạ bình dân ha. Rồi chúc sức khỏe cho cô nghe, mai mốt bán cho gặp nhiều bà con mua đặng mình bán được nhiều bắp ha cô. Dạ chào cô. À có mối rồi kìa. Thường ngày mình có lại đây mỗi thường hả cô? Mua bắp nè. À
cô này vui vẻ quá nha cô chú. Vậy là mai mốt cô có làm gì nghe ủng hộ cho cô nghe. Ai da cầm cái giỏ này cũng phải khỏi à. À vậy phải rồi, nên mình mấy trước đó mình nói nó giúp cho bà con đó. Rồi mai mốt là cô chú nào anh chị có cần tiền thì liên hệ vào trực tiếp vào đây nha, rồi cô này sẽ đến đặng giao tiền cho. À, rồi cô có thể à cô được quá ta. Rồi cảm ơn cô nhiều nha. Thường thường chắc mình cho bà con thì ở gần gần đây ha. Dạ vậy ha. Thôi vậy cái này mình nói cho vui thôi khỏi có ấy. Rồi giống như là cho lớn phải đưa số điện thoại là điện. Rồi rồi cảm ơn cô nè, cô này cho mình trái bắp nè cô chú. Ở đâu anh đi quay vậy? Ở trong cống ganh mình nè. Vậy hả? Dạ. Tặng cho anh chứ bắt. Ok, cảm ơn cô nhiều. Chúc cho cô mai mốt là mặn nhiều tiền hơn nữa hả cô? Gia đình gặp may mắn, con cháu hiếu thảo hả cô? Dạ. 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 À. Quan trọng là mình lớn tuổi mình thích con cháu hiếu thảo. Dạ. Quá ngon luôn nè. Cô này cũng có mua nè. Dạ. Dạ sao? Tại đây mình cũng vừa làm ủng hộ bà con luôn. Dạ. Dạ. Này, bên đây mình thấy có bán bún mà có chốt bún vô bọc sẵn. Tàu hủ luôn, giá luôn, giá mịn đây thấy đẹp quá. Chào chị ha, hôm nay rau lá cách mình ngon quá hả chị? Ở xa mà nghe mùi thơm quá kìa, thêm lá bình bát nữa hả chị? Dạ, dạ. Rồi cảm ơn chị nha, chúc sức khỏe chị. Chào chị. Có gừng ngon lắm nè cô chú, măng luôn, rồi bí luôn nè chọc cô. Ý là cái này mấy cái măng này thấy mỗi một măng bự quá ha cô, bự nhất là khoảng nhiêu ký cô? Nặng á, à cỡ 1,5 ký ha, à, cũng được. Mà 1 ký có 25 mà cô chú ơi, 1,5 ký thì có 3 mấy chưa được 40,000 nữa. Mà một măng này giờ mình ăn về hết gia đình luôn rồi, chưa hết luôn hả? Rồi cảm ơn chị nghe, chúc sức khỏe chị nghe chị. Mai bóp có thật nhiều măng và đem ra đây bán cho bà con sử dụng luôn hả chị? Dạ chào chị. Này mắm chua. Dạ mắm chua hả, ngon quá hả chị? Dạ quá ngon luôn. Ký nhiêu vậy chị? Dạ cũng bình dân ha. Dạ. Chào chào cô hai. À, cô bán gì vậy cô? Bán giá hả cô? Giá nạp cá không ngon nha. Dạ trời ơi, giá này cầm nhỏ nhỏ không mà ngon quá luôn rồi cô chú. Rồi bên đây ngon ngó sen của mình hay mua gì cô? Hả? Của cô hả? Ngó sen nó của cô nè cô chú. Rồi xả luôn. Nói chung đồ này là có cô không nè, ngon lắm luôn. Mình thấy xả giá ngon nè cô chú nè, cô nhìn nè. Ngon quá luôn á. Rồi cảm ơn cô ha cô. À, mình thấy có gì hay đang đi bên đây nè cô chú. Bên đây cũng có bán măng nữa nè. Thank you.
có gặp củ sen lắm nè cô chú, hôm nay mình gặp củ sen luôn. Chào chào cô. Củ sen này mình bán khoảng nhiêu ký vậy cô? Dạ cũng bình dân hả cô. Này đẹp lắm nè cô chú, hôm gà mình ít có gặp củ sen lắm nè, bữa nay mình gặp nè, mình quay hơi lâu lâu chút cho con chú xem nha. Củ sen nè. Rồi có cái này là dưa mắm nha. Rồi bên đây là đậu phộng rang sẵn luôn. Rồi có muối ớt luôn. Bên đây là tương hột luôn. Tiêu xay sẵn luôn nè cô chú. Rồi à, đặc biệt mình thấy có mấy trái ớt bự quá luôn, màu đỏ tươi luôn. Ý cái này trái nhào để mình bán, bán để cho bà con sử dụng. Thành phố hả con? Thường thường vậy hả? À được quá ha. Cái này mình cũng bán ký ha, bán bọc con. Dạ ký nhiêu con? Dạ cũng bình dân nha cô chú. Rồi nấm rơm con nữa kìa. Rồi thôi à, mua 10.000 đồ phẩm đó. Rồi chúc sức khỏe cho con nha, mai mốt bán thật nhiều nha con. Đặc biệt là sau này con cháu Hiếu Thảo với con luôn nha. Dạ chào cô. Bên đây mình thấy có mớp nè, mớp gai nè cô chú, mà cái này mới hái luôn nè, cái cuốn cuốn mình thấy còn xanh vàng luôn rồi cô chú, cháu mới bừng ra hay gì á. Rồi cảm ơn cháu, chúc sức khỏe cháu nha. Chào chị hai, rau muống ngon quá hả chị? Dạ quá ngon luôn rồi cô chú. Có mấy trái đậu bắp rồi, này của vườn mình hả chị hai? Dạ. Dạ. Dạ ở trong cống ranh đó vậy. Dạ. Chợ Chi Tôm mình cũng thấy lớn quá nha cô chú. Nãy giờ quay cũng lâu lâu mà chưa có tới đâu hết nè. Đây là ớt hẻm. Nấm rơm. Này à, hẳn trái bự quá nè cô chú. Okay. À, cho cô hai ớt xay sẵn rồi các loại xay sẵn hết nè, ngon quá rồi cô chú. Mình ngang đây mình nghe mùi thơm quá luôn. Rồi cảm ơn cô, chúc sức khỏe con nha cô. Dạ. Dạ dạ. Dạ trên đây nè cô. Cái này nè. Mai mốt có đi Chi Tôm vô chợ Chi Tôm á thì ghé đây ủng hộ là dạ đây ủng hộ cho con nè nha, bún cũng có nè và tỏi tỏi xả ớt đều có. À, cô con này ngồi cái bông nở sẵn kỹ có 30.000 rẻ quá ta, kỹ nhiều lắm luôn á. Ngon thiệt. Còn nấm rơm. Này chắc cần nửa ký luôn. Nấm rơm hả? Nấm rơm tỏi vậy bạn. À tỏi đi. Tỏi 3.000 luôn. Cô này có mình nên chạy tới chạy lôi bán cũng không kẹp luôn. Dạ. Con này có điện qua dòng vô anh dòng anh là đang lỡ đi chợ chút xíu anh về mày vô cần 6 giùm anh nhé rồi. Anh chạy cũng được, điện cũng được. Bây giờ lại nha. Thôi đi. Thôi đi để bà nói thôi đi để ta đang ship tao lên bán kiếm nhiêu à? Cô bán đủ đồ ha, đủ đồ ớt xay. Dạ. Này có trứng vịt nữa nè cô chú. Cô này bán chiên da là bán rau găm nè cô chú, chắc có thể là để dùng hộp vịt hộp gà rồi đó nghe cô chú, ngon quá rau găm nè. Dạ. Chỗ này rau món luôn, có chú này còn bán bảo hiểm, nón bảo hiểm. Ký có 150 gram 15.000 á. Dạ dạ. Nãy mình nói
cái này rau này rau mổ cũng ký nhiều cơm. Dạ 50 hả, lạc lát hả? Lạc. Dạ ký 20 ha. Cũng bình dân quá, mua nửa ký nhiều lắm á. Cô lạc lá xong rồi tính cân ký hả? Nguyên rồi mình lạc ha. Rồi có ai mua rồi mà cô lạc dùm vậy cô? Dạ. Rồi chúc sức khỏe cơm hả cô? À, cô này bán chuối nướng à, có mỡ hành ngon dữ vậy. Dạ. Cái này mỡ sao nhiêu vậy cô? 10.000 thôi chú. Dạ, bình dân quá ha. Còn có 2 sao hết hả cô? Còn 3 sao. Dạ, rồi chúc sức khỏe cô nha. Đi chút bán hết đó luôn nha. Bánh này bánh gì ngon quá vậy cháu? À, bánh bò nha, kẹo bự quá kìa con. Một miếng bự này khoảng nhiêu tiền vậy cháu? 60.000. Cũng bình dân ngon quá nè, này bánh bò nè. Bên đây chú cũng có bán nhãn nè, nhãn bự nè. Quá bự lên mỗi bọc nhiêu vậy cháu? Cái này là nhãn tiêu này 80 còn có 1 ký 50. À, mà mình vô bọc vậy thôi, nếu cân nhiều tính nhiều ha. Dạ, rồi cảm ơn chú, chúc sức khỏe chú nha cháu. Mời mốt bán thật nhiều nhãn nha. Dạ. Đây nè cô chú. Dạ. Cái này ngon quá luôn. Chùm chùm quá ngon luôn. Quá ngon rồi chú. Này này bự vậy, bự da xanh. Chào chị hai, ghế chanh ngon quá ha. Này làm thuốc hả chị hai? Thuốc cái này đâu. Dạ. Rồi bắt đầu thêm lá dứa nữa ha. Dạ, lá dứa nữa, bán đồ uống mát gì mũi. Dạ dạ. Đó, vì là chuyên môn là bán đồ uống mát nặng bà con mua về trị phổi nha, cái đó mình mua bó hết hả gì ha? Bó bán bó 5.000 nha. Dạ. Là ghế chanh cũng vậy mà bên miếng lao cũng vậy ha gì ha. Dạ. Có bán măng nữa kìa. Dạ. Cái này là mình kiếm trong đây chắc hết này luôn hả? Dạ của nhà hả? Cái này là cũng như gia đình mình ha. Dạ. Năm nay chắc lớn tuổi lắm à. Ồ ok quá ha. Cũng dạ. Dạ mà thấy cô giờ cũng trẻ khô cũng ngang ngang với chú rồi. Được. Quá à. Nói chung mình vui vẻ là mình sẽ trẻ thôi ha cô. Dạ. Rồi chúc sức khỏe cho chú thím luôn vui vẻ hạnh phúc ha. Rồi chào chú thím. À cô chú ơi, mình bây giờ mà còn cái cân giá nữa nè. Cân giá này chú thấy có lợi làm sao mà cái gì tiện chú? Mắt qua mờ mới thấy được đó. Mắt qua mờ, rồi lần cái cân này không có rõ mắt. Dạ, dạ. Cái này giờ lằn mắt cái này mình bám mình lằn mắt được. Dạ. À hay quá ta, lằn mắt cái tay mình gờ gờ anh biết hả? Vậy nó có cái lằn ngang đó các bạn để. Hai mắt thì cầm ra. À hay nghe từ cô chú. Đâu phải mà cái cân cổ xưa mà tính ra dở đâu. Nó chất lượng, thí dụ mình lỡ có bỏ bị ngập nước này nó cũng không sao hả chú? Dạ bỏ ngập nước không sao đó, còn cái cân số mình đó là bỏ ngập nước là nó hư. Nè bỏ ngập nước là hư nha cô chú, cân giá đó. Cân đồng hồ. Trong đồng hồ đó còn cân này ok nè. Bỏ quên đi năm bữa bữa mình lại lấy cũng còn sợ. 590 giờ tôi đặt cái cân này 5 con vàng đó. Dạ. Đó, còn lại cân trà này đó. Ồ, quá ha. Bây giờ chắc cũng rẻ hả cháu? Giờ ít có xài xài chứ rẻ thôi. Dạ dạ. 5 phân vàng là bây giờ tính ra 3-4 triệu rồi. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn. Rồi, vậy đi, cảm ơn chú thím nha. Rồi. Nó cô chú thấy không, cân đồng hồ mà cuối cùng tính lại con muốn không bằng cân giá đó. Cân này cũng như dùng tóc hồ tóc hành, còn cân này dùng cổ xưa nè. Anh người mua cũng xài được. Dạ hay ha. Rồi cách xài sao mà biết gì hả cô? Đếm mắt. Dạ đếm mắt hả? Ừ 20 mắt. 20 mắt giờ ký. À cái tay mình gờ gờ ha.
Dạ dạ. Hèn chi nói người mù xó kem được là cũng cái tay gờ hay sao á. Tại có cái thế đó, giống như Vịnh ngay đây nè, thấy cái tay bên đây đụng đụng ngay cái chân giữa của cái khoảng hai cái tay chấp lại đó là xỏ vào. Hay lắm nha. À, có cái bụng súng này ngon quá. Súng này động bự lắm nè, con chú mà xanh xanh. Đây cũng có cái ngó sen nữa nè. À, ngon quá hả cô. À cà này kêu cà gì mà trồng quá vậy cô? Cái này nguyên trồng cà dĩa. À cà dĩa hả? Cà dĩa. Dạ cái này là cà thường hả cô chú, cà pháo. Rồi cảm ơn cô, chúc sức khỏe cô nha. Dạ. Mấy ký vậy? 50 nữa hả? Có măng nhỏ nhỏ ngon quá ha gì hả? Măng le. À măng le nè cô chú ơi. Dạ măng le. Này bán ký nhiêu vậy hả dạ, vậy? 30. Dạ. Này được 20. Dạ. Dạ cái này rẻ hơn măng le ha. Dạ. Măng le nó cũng hơi nhỏ nhỏ. Dạ nhỏ nhỏ nó không có nặng ký nên nó rẻ, nó mắc dạ, tiền hơn chút. Ngon hơn măng rừng. Dạ. Dạ ngon hơn hả gì? Dạ. Dạ. Măng rừng ở trên núi Cấm mới có. Dạ núi Cấm mới có hả vậy? Dạ. Rồi cái này vậy đi bứng luôn hay gì vậy? Dạ về kiếm luôn hả? Năm nay nhiêu tuổi mà còn khỏe quá vậy vậy? À vậy mà còn đi gần kiếm hả? Có đi với ai không? Đi mình anh? Đi cháu. Dạ đi với cháu hả? Dạ. Bỏ đó nó về nhà đi kiếm. Dạ. Không có đáng đi kiếm á. Dạ này măng le nè vậy. Vì hai tại vì không có cuộc sống thiếu kém nên vì hai phải đi vô gần để lấy măng về đặng bán kiếm tiền sinh hoạt hàng ngày ha dì hai. Dạ để lao để bán. Dạ. Rồi cảm ơn dì hai nha. Dạ. Chúc sức khỏe dì hai sống khỏe với con cháu và mai mốt có đi được thì kiếm nhiều măng để cho bà con dùng ha dì hai. Dạ, dạ chào dì. Chào chị hai, có bánh mì đẹp quá hả chị hai? Dạ. Ổ gì dài nè? Dạ, bánh mì baguette. À, bánh mì baguette hả? Một ổ nhiều đẹp quá vậy hả? Ổ 3.000. Bình dân quá ha dạ, vậy? Dạ, bình dân, bánh dạ. Canh bột sắc. Ồ, nhìn thấy ngon quá rồi cô chú ơi. Dạ. Dạ. Này dạ, quá bánh mì, ngon mì ăn với bánh canh. Rồi, cảm ơn chị hai nha. Dạ, chúc sức khỏe chị hai nha chị hai. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Mai mốt bán cho thật nhiều bánh canh và bánh mì luôn nghe vậy. Dạ, ý cái này ăn nha. Trước trước là bột sắc đó anh. Dạ bột sắc hả ngon vậy. Dạ, bột sắc ngon lắm đó. Mình đi Chi Tôn. Của Chi Tôn mình đó. Dạ mình đi Chi Tôn là mình thích ăn bột sắc này nè dạ. Nghe cô chú. À, bánh canh ở nghe ở Lò Gẹn bả nó là mình ghé đó đây mình ăn hết luôn. Tại mình không biết có cái cô này. Chắc dạ. Chút quay xong chắc lại đây ăn quá. Vậy chút lại ăn hay ăn bây dạ. Giờ luôn đi. Thôi thôi đang dạ. Quay ăn không có được. Dạ, dạ. Để coi nước ướt. Dạ không có sao đâu chút hả. Dạ. Chứ đang quay mình dừng video thì nó không hay. Dạ. Cảm ơn anh nha. Mới dạ. Chút xíu nữa lại ăn. Dạ dạ. Dạ. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn cô nghe mình ăn đặng mình giới thiệu cho dạ. Cô này bán luôn. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Bánh canh quá ngon nè cô chú. Mà đặc biệt mình chứng minh liền tại chỗ nè. Đây đây có bột sắt để sẵn luôn nè. Dạ. Dạ. Ok quá. Cảm ơn anh nha. Dạ dạ chào. Chút lại cái ăn nha. Dạ chào cô nha. Dạ. Dì
hai vui quá nghe, có ca luôn à, kìa cô chú. Chào chào gì hai. Dạ, kể rảnh thì mình ca cho vui gì hai. Rồi bà chút sẽ bán đắt. À ngon quá luôn. À rồi rồi, ok. Đây nè cô chú ơi. Cái này để dành lưu niệm luôn nha cô chú. Ở chợ Chi Tôn mình rồi bà con thân thiện và vui vẻ lắm luôn á. Nên mình không đi chơi chợ Chi Tôn một lần là rất ổn đó nha. Tới rồi, tới rồi, miễn tới rồi đó. Nè gì hả? Đây là tiệm tạp hóa cô chú ơi. Mình thường thường mình lại đây mình mua bọc nè cô chú. Bọc này ở tiệm này bán bình dân lắm. Mình làm cơ sở cái sản xuất kẹo me đó. Mà mình lại mình cũng mua bọc của chú này hoài luôn á. Chào chú. Dạ. Rồi mình bán bánh kẹo với mình bán đủ thứ loại bọc hả chú? À ở đây mình thấy có mứt me nè cô chú. Mình có sản xuất mứt me nghe, quế tải nghe cô chú, hột mềm á. Đây là đậu phộng nè, rồi bột các loại luôn. Đủ thứ đậu. Dạ. Chú này mình mua cũng nhiều năm rồi đó, mà lâu lâu mình mua một lần nó thấy chú rất vui vẻ luôn đó nghe cô chú. Nếu mình đi Chi Tôn mà không lại đây ủng hộ cho là chú ổn thì luôn. Ổn lắm luôn á. Đặng gieo duyên. Dạ. Để rồi nè mình quay sơ lược cho cô chú xem ha, nhiều hàng lắm nè cô chú ơi. Rồi chúc sức khỏe cho chú nghe, mai mốt bán thật nhiều hả chú. Rồi gia đình mình lúc nào cũng hạnh phúc nha chú. Đặc biệt sau này con cháu hiếu thảo với chú luôn á. Đây chú ơi. Rồi đúng rồi. Rồi mai mốt để làm lưu niệm thì cứ lên y vậy là sẽ gặp mình ngay. Đây có bán gạo nè cô chú, nếp than luôn. Đây cũng có gạo nếp than đó cô chú. Đây có cô này là đang bán khô. Rồi đặc biệt là cô có cao luôn. Chào cô. Hôm nay sao mình có mấy trái cao bự quá vậy cô? Cao nhà chú. Dạ vậy hả? Cái cao mình khỏe quá ta. Cao mình lớn lắm mới có trái bự như thế này à. Cái này à, cỡ 3 trái chắc 100 gram hả cô? 30. Mình nói cũng như nó nặng hết. 300 gram. À 3 trái 100 gram cô chú, nặng lắm luôn nè. Trái này là mình lấy ở trong ra mình ăn đó là lợi lắm luôn đó. Chạy cái nó nhiều á. Dạ. Rồi 3 trái khoảng nhiều tiền cô? 3 trái 5 ngàn. Dạ bây giờ rẻ hả cô? Dạ. Mỗi lần nhớ một trái nhỏ nhỏ mà 5 ngàn trái đó. 3 trái 5 ngàn. Dạ rẻ rồi ha. À, dạ. Cũng được. Cô có tổng cộng được mấy cây cao này cô? Dạ được mấy cây cao bình? Man bay đơm á, bay cây nghe cô chú. Bay cây đó là 3 cây cao đó mà cô bẻ ra là gai. Hai nhau bẻ là gai đó mà bán. Không tính là 3 trái 5 ngàn cũng được, nhiêu cũng bộn tiền rồi. Dạ. Rồi chúc sức khỏe cho cô nha. Mai mốt mình cao sẽ có trái mình nhiều, mỗi ngày cô bán được 3 buồng luôn nha. Dạ. Bên đây cà cô này sao cà đẹp quá ta. Trái xuồng mà bự lắm nè cô chú, đều gan luôn mà non lắm luôn. Với mớp này cũng vậy nè, cà cũng vậy luôn. Kìa bông bí mình mới thấy đẹp hơn cà. À cô chú ơi bông bí đẹp quá nha, vàng tươi, ở dưới thì xanh đẹp lắm. Rồi cảm ơn cô, chúc sức khỏe cô nha. Chào cô bên đây. Dạ. À mình có bán ổi ngon quá ha cô. Dạ. Bánh thấy hình đuôi nha. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Đây là nho nè cô chú ơi. Dạ. À. Cái này bơ Thái nha. Có xoài nữa nè. Rồi thêm này bon bon quá ngon luôn. Cái này nhãn. Nhãn châu ơi. Ở đây. À nãy giờ mình nói mà mình chưa có nói giá nè, nhãn bao nhiêu ký vậy cô? Ở đây 30 ngàn. Dạ. Rồi bon bon này cô. Bẹt là có bự da xanh này, bự quá nè, nhiêu? Có, bán về 25 ngàn. À, bình dân 25 ngàn nha, xoài. Xoài
rồi là 35 ngàn. Dạ. Cái này có bơ. Có 20 ngàn à bê. Dạ. Nho. 80 dạ. Đu đủ với thanh long trong đó nhiều loại quá ha. Rồi cái này ỏi nè, nhiêu nè con? Bán lẻ được 25 ngàn. Dạ, cũng bình dân quá rồi. Thôi cảm ơn con, chúc cho cô bán để sắp lên gặp may mắn và bán nhiều ha cô. À. Đây cô. Rồi chào cô. Cái cô. Bấm đầy cái gì? Dạ, đây là cô, cái này là cô này bán này cái này kêu cái gì cô? Lá xăm. Lá xăm cô chú. Nè cô. Cái này cái gì bấm gì? Cô gỡ rồi. Dạ bấm đó, gì? Bấm vô đó đó. Đó đây hạt tiên đó, gặp. Cô cũng có nói hỏi mình là kênh gì nghe, cô xin miếng đó nặng cô đã cô. Đây, về ủng hộ luôn. Rồi gỡ ra nó đó 28 đó cho bà con khác. Rồi cảm ơn cô, chúc sức khỏe cô, mai mốt làm xanh thành nghèo hết cô. Dạ, chào cô. Dạ, chào cô. Dạ, chào cô nha. Chợ Chi Tôm mình cũng thân thiện và vui vẻ dẻ quá cô chú ơi. Nãy mình quay đâu coi gần tiếng hồ á, chưa có đỡ chừng phần nữa. Dạ, dạ, cũng đâu có thấy cô đâu. Để làm lưu niệm. Tại vì bữa hổm á làm bình dưới Chi Tôm á, dạ. Quay rồi nó thấy nó má sao mà thấy quay cho mình vậy? Lập Chi Tôm á. Bé cũng nhà anh em cũng quen. Lập Chi Tôm cũng có quen. Dạ. Thì nãy giờ không có thấy mặt đó. À có mắm mà, mắm này chưa mắm gì vậy cô? Mắm hồ hấp hả, mắm là mắm thường. Mắm thường. Mắm ngon á. Dạ dạ mắm ngon lắm nha, cô nói mắm ngon lắm, sang anh đó. À. Thơ cô này thơ nọ nè, à, mắm thì sang anh, mắm canh nó chia hao ai vậy cô? Không, mắm ở đây à. À ở đây hả? Kêu tiếng canh kia á. Nó có tiếng chứ. À bùa họ hay gì á, bùa hấp. Ngon quá à. À. Trộn sẵn nè, bà kia trộn sẵn nè, cô chú ngon lắm luôn, mình thấy thịt nhiều lắm luôn á. Này bà kia khoảng nhiều một ký gì thầy ơi chắc? 54 luôn. Dạ, bình dân rồi, cái chợ mình chắc cũng ngang nhau hay mắc hơn. Cũng ngang nhau rồi. Cảm ơn cháu nha, chúc sức khỏe cháu. À, đây nữa này, thích thức. Chào cô, hôm nay trời mưa mình bán cũng hơi chậm hả cô? Dạ. Dạ, đọt lan nè, đặc biệt là có lá dứa nè cô chú. Đây cái này là dưa leo hả? À, dưa leo trái nhỏ nhỏ ngon quá ta. Có măng chua nữa nè, quá ngon luôn. Rồi cảm ơn cô, chúc sức khỏe cô nha, mai mốt bán thành nhiều hết cô. Dạ. Đây mình cũng có thấy bạc phía nữa nè. Chào cô, mình bán me vô bọc sẵn ngon quá ha cô. Mỗi bọc nửa ký ha cô. Dạ. Nhiêu tiền vậy cô? 20 ngàn. Dạ. Mình dành quá nha. Giờ đi. À. Trái dưa hấu gì? Trái dưa hấu ngon ngon, không cần cô chú, này chắc chín xong là chín nè, màu vàng vàng đẹp quá luôn nè. Cái này 17 ngàn nè chị. À một cái lọ cái chai. Con lấy bự có bao nhiêu? Đây à. Đây không? Bột cháo này bán bánh này kêu bánh gì vậy cháu? À bánh thịt cho hả? À, ngon quá. Cái này sao mình thường bà con thấy làm bạc khía mà anh làm vô đồng hả? Ký nhiêu vậy cháu? Chục bốn ngàn. Cũng được, cũng bình dân ha. Ăn cua đồng chắc ngon lắm nghe chú, tại mình ăn bạc khía hoài đó, mình chưa biết ăn cua đồng, hôm nay mình ăn cua đồng nên mình biết luôn. Rồi, cảm ơn cháu rồi cháu. À, chị hai bên đây nè. Chào chị hai, hôm nay đi chợ có nhiều sản phẩm ngon quá ha chị hai. Này nấu canh chua, nấu canh chua à, ngon quá. Rau muống này non non không ha chị hai. Dạ. Rồi. Dạ, răng nó hơi yếu ha chị hai. Kệ mình đi chợ ra coi cái nào hợp với mình mua. Dạ. Chắc là cũng ở gần đây hả chị hai? Dạ cũng được, chúc sức khỏe cho chị hai nha, mai mốt sẽ đi chợ cho nói chuyện rồi cho vui chút luôn.
cuộc sống mình có ý nghĩa và sống ra cho các bây giờ mình đi tiếp này con chú. Đây mình đi đây. Này bán là giá ngon quá, giá cộng nhỏ nhỏ ngon quá nè con. Vậy hả? Giá người dân tộc ha. Này mình làm từ sản phẩm gì mà ra hết cho ha, là mình làm gì bằng cát á, bằng cát á. Cát hả? Hay gì ta? Này làm bằng cát này con chú. Dạ, cái này là ăn là chất lượng luôn. Dạ, cá trồng cát. Dạ, cái này tôm rượu luôn. Dạ. Này rau rau ghế. Này bên đây mình thấy đặc biệt là có bông điên điển chua, làm chua luôn. Mỗi bọc chắc 5 ngàn hả con? 10 ngàn. Dạ, 10 ngàn hả cô chú? Tại vì mình ở trên nhìn thấy mình không chính xác. Dạ. Dạ. Này cô, cái này sao đẹp quá vậy? Rồi cảm ơn cô nha, mai mốt chúc cô bán đắt nha cô. Dạ. Chào cô, đậu phộng ngon quá nè, hộp bự bự không hả cô? Nè, ngon lắm luôn nè. Rồi khoai lang cô nấu sẵn luôn. Có khoai lang bí. Dạ. Vịt gà ngon lắm nha cô chú. Cô nhiêu đó. Dạ vậy hả, mai mốt đi chợ ủng hộ gà vịt cho cô này nha. Ở đây là mình đi. Có ai đi chợ ra đi vô ủng hộ cô Thư. Dạ. Mà kể rõ cái địa điểm của cô hai bán gà vịt luôn. Kể kỹ. Dạ cho thầy. Đi chỗ nào cho bà con lại tìm cho nó nhanh đó. Cô mắc nói chuyện rồi. Thôi mình đi tiếp theo. Khoai mì bán đắt ta. À còn có. Còn có một hộp khoai mì à. Hôm nay bán khoai mì đắt quá. Khoai mì kè nè nghe cô chú. Nên nó ngon lắm. Nó dẻo dẻo ăn ngon lắm. Mình cũng thích ăn đó. Thích ăn đó. Ăn dẻo dẻo ngon lắm. Có cá rô ra ngoài coi. Dạ. Có mấy con lươn mình cắt sẵn cũng tiện cho bà con mua quá ha. Dạ. Chỉ dễ để mua gì cho em bé rồi đó. Dạ. Còn nhiều khi mua khúc đôi khúc đầu vậy đó ha. Dạ. Vì hai. Dạ. Khi ăn hai khúc. Dạ. Đó, hai ba khúc tùy theo. Nếu mà mua hai con thì nó tới sáu khúc thì nó hơi nhiều quá. Dạ. Nhiều quá ta ăn hết. Rồi cảm ơn cô nha, chúc sức khỏe cô. Chú này lươn. Dạ. Vào đây.
hoa nhiều quá nè cô chú, đẹp lắm luôn. Này mình cũng thấy cá chạch nhiều quá. Này cũng có bông hoa. Đây bên đây là bán cửa hàng bán thao gỗ mẫu, cũng trong các loại luôn. Chào cô, hôm nay có bắp hành mình ngon quá. Đây bắp hành cô đang mới lấy rồi nè, cái này là kêu bắp chà hả cô? Dạ bắp chà. Mỗi gói nhiêu tiền vậy cô? Dạ quá bình dân luôn cô chú ơi. Cảm ơn cô, chúc sức khỏe cô hết cô. Dạ hết rồi ha, thì bán đắt đi cho bà con mình có thu hoạch đều, cho đỡ chút cho vui chứ giờ này còn nhiều quá. Đậy đầy mắm ngon quá nè cô chú ơi, vàng tươi đẹp quá luôn, mình ở xa mình nghe mùi thơm quá luôn, ngon quá. Ôi nhảy ra nè cô ơi, nó lóc nhảy ra. Này món mắm cũng ngon quá nè cô chú. Này chế có mắm ruốc. À, dì hai này bán giá ngon quá luôn nè cô chú ơi. Giá cộng nhỏ nhỏ không à. Ký nhiều vậy gì? Dạ bình dân quá nè con chú, có 15.000 ký mà cộng nhỏ lắm luôn nè, ngon lắm luôn. Dạ cảm ơn cô nha, chúc sức khỏe cô. Này có mắm luôn nè cô chú. À cháo cà kìa. Trong đó có bạc kế, lại đây là mắm, này mắm đường đủ nè cô chú, quá ngon. Đồ các loại luôn, y nóc nè cô chú, đẹp quá luôn nè. Cái nào có tên gì chú? Có chú Sáu Kẹo Me. Chú Sáu Kẹo Me. Dạ dạ. Hồi bữa hổm thấy chú kia hình như bán ở đây, bữa nay cô này bán bộ có liên danh với nội bộ mình hả cô? Chắc đứa mũi đứa lái à? À vậy đó nghe, đứa lái mũi đứa lái nái, lái. Bữa hổm mình thấy chú kia, bữa nay gặp cô này mình nghi nghi nè, là mình nói cũng trúng quá ta. Dạ đồ rất chất lượng mà bán giá cũng bình dân hả cô? Dạ quá nghe cô chú, nhớ là chợ Chi Tôm mình nghe cô chú, ở đây là cũng có bán bọc rồi các đồ nhựa luôn nha. Được quá rồi, cảm ơn cô, chúc sức khỏe cho gia đình mình vui vẻ hạnh phúc hả cô. Dạ chào cô. Dạ bên này mình thấy có củ quà và ngó sen luôn. Dạ thấy cái này mình bất nhẹ hay gì vậy cô? Dạ dạ mới nhổ sáng không à. Ồ quá quá ngon luôn nè, tươi ngon quá luôn.
nè cô chú mà cô nè vui vẻ lắm nghe, đi chi tôm mà mình không ghé đây ủng hộ cái này là gác cổn nè, ngon lắm, mực chú mềm, một bó khoảng nhiều vậy cô? Dạ chừng nửa ký hơn nửa ký là bó đại tiền. Vậy đó dạ nhiêu tiền hả, một ký dạ một ký được 60 à, vậy là cũng như là 30-30 ngàn ha, tại mình mới nhổ sáng không à, mới nhổ mà cái này nó không bự phùng mà nó cũng không nhỏ, nó vừa vừa ha cô. Dạ đẹp quá, nhiều bó đó khoảng nhiều đâu cần thử được cô. Bó này có nửa ký có 30 à, ngàn vậy hả, cũng bự quá luôn. Này thường về làm gì ăn ngon hả cô? Xào. Xào á. Xào với làm gỏi rồi đó. Dạ dạ. Rồi cảm ơn cô, chúc sức khỏe cô. Mai mốt có thật nhiều ngó sen mình bán luôn. Rồi cái rau nhóc đó là mình cũng của nhà mình luôn hả cô? Dạ, của nhà mình lặt sẵn vậy đó. Vậy hả? Mình bán ký có 40 à, như dạ. Chưa lặt thì 20 mà lặt ra thì mất nửa thì mình kê lên thôi. Đúng rồi, với cái này cũng được, nó ngon quá nè. Dạ. Bà con về cõi có mua với nó không có mất ký nữa. Tại vì mua giá cao rồi nó không mất ký đó hả cô? Nhớ kia 20 cái này 40 yeah. Mà chỉ có tốn cái công lặt mình không tính tiền thôi hết con. Dạ cũng được, lặt ra dễ bán. Dạ dạ rồi cảm ơn cô. Cô ơi cô chú ơi chào chị hai, mắm ngon quá ha chị hai, dưa mắm nè, dưa chua nè, thấy cái này là hình như không có dưa mắm ha, này là cái à mắm tép rồi cô chú, mắm tép ngon quá. Này ký gì hai bán nhiều tiền chị nhé. Dạ bình dân quá ha, đông nó đi mua con đó lạnh có cầm cua nữa nè. Rồi cảm ơn gì hai, chúc sức khỏe gì hai nhé. Dạ hết luôn dạ chị, sa ghi ngon quá nè cô chú ơi, có tỏi luôn nè, có tiêu luôn, quá ngon. Đây có ớt nè cô chú, ớt xề sẵn với tiêu luôn nè. Đây có cá sặc đổi. Chào cô hai. À, cái này là kêu cái gì vậy cô? Măng khô. Măng khô hả cô? Dạ măng dạ. Khô. Dạ, từ cái măng này mình làm ra hả cô? Măng này làm ra. Dạ. Cái này làm cái măng này được luôn. Dạ vậy ha. Dạ. Ngon quá luôn nha. À. Rồi của cô bán cá sặc bổi luôn hả cô? Cá sặc bổi chúng ta gửi. Dạ vậy ha. Dạ. Cái này là mình cũng đi lên núi mình lấy về để mình làm ăn đó ha. Dạ. Dạ. Dạ mua lại ha. Mua lại. Chứ bây giờ chỗ nào cũng có bà con có sử dụng cũng như của bà con hết rồi, mình đâu vô mình lấy ngang được ha cô. Dạ, đâu có. Dạ. Chỉ có ở gần mà không có ngờ đó. Mà gần xa quá sao mình đi nổi. Dạ. Rồi cảm ơn cô, chúc sức khỏe cô nha. Dạ. Còn cô chú. Vô mình cái đi. Dạ đang mình đang đi mà cô chú ơi, đang đi xem ở đây mình thấy là có bông sen. Dạ bông sen đẹp quá luôn cô chú. Đây ra. Bên đây có sạp khô ngon quá nè cô chú, các loại khô luôn nha. Tôm khô rồi cá khô, nói chung các loại luôn, đặc biệt là mình thấy ở trên có lạc xưởng luôn kìa. Ngon quá. Quá ngon luôn. Khô đẹp lắm nè cô chú ơi. Dạ. Đây là có món 4 mâm để tôm khô nè mà rất ngon luôn. Vàng tươi luôn nè. Con bự cũng có. Con gì vừa cũng có. À có mấy con cá gì mà đẹp quá vậy cô? Cái này cá gì? Cá gì hả cô mua hả? Cá rốn. Cá rốn nè cô chú. Bự quá luôn. Đó, mình đó 1,2 triệu. Cá này nó sống chắc còn nặng lắm đó nghe, bây giờ làm khô nó rồi đó. Rất đẹp luôn cô chú ơi. À 3 kg 300 g nghe cô chú. Ký khoảng nhiều tiền vậy hả cô? Vậy ha. Rồi rồi có 130 cô chú ơi. Rồi cảm ơn cô nha.
À, chào cô, có một cá chẻ, cá này người ta chẻm rồi. Ấy không phải, cá leo mà cô chú. Con này chắc cỡ 2 kg mấy rồi ha. Dạ, cũng nặng quá nè cô chú. Rồi có cá chèn đó kìa. À, có đặc biệt là con cô này cô cái có gặt không cô? Cô này cô cái mà cô thịt. Dạ, chưa có gặt ha. Có gặt mà gặt thịt chứ không phải là son. Dạ dạ. Ký khoảng nhiều ha cô? Ký 250 nha. Dạ. Bình dân. Dạ, bình dân ha, quá đẹp luôn cô chú ơi. Con này chắc cỡ cũng nặng. Đây cái này mới cá chẻm nè. À, cá chẻm là cô chú. À, cá chẻm, cá rô biển gì có đầy đủ, cá đầm. Dạ. Rồi có tôm luôn, có hết luôn, số luôn, tôm càng luôn. Ấy mấy con này sao mình lột ra sẵn vậy? Nó bị ngợp á, lột ra nên người ta không mua đồ sống mua được chết. Dạ dạ. Có người không ăn đồ sống mà ăn đồ chết. Dạ. Rồi cảm ơn cô nhiều ha cô. Dạ, chào cô. Dạ mấy bài. Đây cá đồng ngon lắm cô chú ơi. Giác này thì chắc cũng cỡ có 9 giờ nha cô chú, 9 giờ mấy nữa bà con lúc này cũng hơi đi chợ hơi ít chút rồi. Dạ chào chị. À, hôm nay đi chợ mua gì cho chị? Dạ bán gì? À bán cây kiển hả? Mình ở gần đây không mà có cây kiển đẹp quá vậy. Ở tới dưới Cần Thơ đã. Dạ vậy hả? Đi xa bán gì hả? Đi bằng phương tiện gì vậy chị? Đi bằng ghe hả? À dạ hay quá, từ Cần Thơ mà cô đó từ ở dưới Cần Thơ chở lên đây bán luôn. Bán cây kiển á. À chào chị, hôm nay ấy cái này là cái gì quên ta? Quá ngon luôn rồi cô chú. À cái này ngon lắm luôn à. Này tại bán đồ ngon không mà. Dạ. Dạ, cái này mình nhìn thấy dừa nhiều kìa, chắc béo lắm luôn á. Dạ. Ngon quá. Đồ mát không mà ok quá ha. Nhớ nhớ nè cô chú ở cái đường mà vô đình chợ cá nè cô chú, là đi một đoạn đây đó khoảng 40 thước. Nghe cô chú là tới là cô bên trái nè. Cô bán nè. Bán là đồ mát không luôn. Dạ. Có mắm nữa hả? Dạ. Dạ. À cô đẹp quá, không quay ổn quá. Đây quay qua coi cô. Dạ chào cô. À, đặng làm hình nền đâu, đặng cho đẹp với cái chợ Chi Tôm, mình đại diện cho chợ Chi Tôm mình luôn coi. Quay mở lên đài nào? Dạ, đèo chú Sáu Kẹo Me. Chú Sáu Kẹo Me hả? Chú Sáu Kẹo Me. Chú Sáu Kẹo. Dạ. Tại dạ cái bán kẹo me cũng mười mấy năm rồi, sẵn quay YouTube luôn. Rồi chắc ngày mai quá thì đọc quá. Trời thanh minh ông quay là ông cái gì Phương Đông gì nè, cái gì nè. Chú Sáu Kẹo Me. Còn cái thí dụ bên đạo là bên Quế Tài Tây Quê, Tỏ Sáng Muôn Phương. À Tỏ Sáng Muôn Phương. Dạ. Dạ thí dụ tùy cái tùy tùy theo duyên. Duyên dạ. Với tùy theo cái kênh nào quay cái gì đó thì mình tranh thủ quay nấy. Dạ. Để mình quay lung tung vô hết mà con không biết coi cái gì. Cái này là cũng như chiên về chợ nhiều hơn, cũng như chiên về chợ. Ông quay theo chùa ta dẫn dắt. Có. Bữa nay lễ gì hả? Không, tuần nữa là đi dắt dòng muối mấy chục tiếng chùa dân tộc. Dạ. Mấy chục tiếng chùa quay. Dạ dạ. Ok thiệt. Dạ, cái này tranh mình về vậy mà nó chút núi mình đó. Dạ. Này chút núi ha. Công nhận trái nó ngộ ngộ nè có chú, trái nó xù xù nè, như da cóc vậy đó. Núm thì cũng núm nhà ở đây nè. Dạ. Ngon. Đặc sản nó của đây luôn. Ngon quá ha, mà cái nở nó rẻ hơn cái không nở hả cô? Cái này là núm bồ ngư riêng. Dạ. Vậy ha. Cái này quầy rau củ quả của cô cũng đỡ quá ha cô. Dạ. Cũng nhiều đồ lắm nha cô chú. Dạ. Thời gian gần đây cô bán thấy đắt không cô hay là chậm cô? Dạ. Dạ chậm quá ha. Lúc này chắc cỡ 9 giờ mấy gì ha con. Đúng rồi, chính xác. Dạ. Chớ mà cái lá giang nó là của dân núi, của nuôi vùng núi không. Dạ vậy núi hả? Không? À lá giang này cô chỉ nè cô chú. Lá giang này để mình làm gì thường hả con? Xào thịt bò hả? Ngon lắm rồi cô chú.
Dạ, gỏi gà luôn ha, lẩu gà. Dạ. Thì hai cái món ăn đó là chính ha. Dạ. Còn nếu mình làm phụ thì nó ăn cũng được mà nó không ngon bằng ha cô. Dạ. Cái này mình bán bó hay bán ký? Dạ. Vậy là cái trái giang nấu canh chua ngon lắm đó chị ha. Có trái không? Như nó già nó mới có chua. Dạ. Thì dây đó mà nó có trái nhỏ nhỏ đó, người ta nấu canh chua đó cô. Mà như nhiều khi cái mùa nắng hay sao mới có hay sao? Dạ, mùa rồi nó già nó có ha. Rồi cảm ơn cô nghe cô. Chú Sáu kẹo me. Kẹo me. Đọc đọc vậy là nó lên là kẹo mình ăn á. Dạ. Rồi nhớ kẹo me là nhớ. Chị hai chả thắt lát ngon quá ha chị. Dạ. À, mình nạo nè, công nhận chị này cũng lớn tuổi nha mà chị nạo chả, nạo cá thắt lát là không có bỏ thịt đó, nạo hết trơn thịt luôn, chỉ có bỏ cái xương với cái dãy không à. Dạ. Ý cái già chứ với cái đầu hay quá vậy. Nạo hồi đó giờ lâu chưa chị? Cũng lâu lâu rồi đâu. Dạ chị cũng được. Bán mỗi ngày được bao nhiêu ký gì hả chị? Chợ dễ lắm cậu ơi, mấy dạ. Người xưa. Dạ vậy hả? Không trình đổi đâu. Dạ. Hồi đó giờ không, bây giờ dân chúng đi đâu đi kiếm dỗ mà ăn hết rồi. Dạ. Làm ăn cũng không được chúng nên bà con cũng ít tiền ít đi chợ ha. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Chúc sức khỏe chị. Dạ. Bên đây khác hả? Đi quay lên nè, quay lên nè chị đi. Gì hả? Chào, chào chú hai. 70. Chào cô. Cua bà đứng nè.
này ngon lắm luôn á, cua đậm mình á. Đây có càng cua chim môn đặc biệt là càng cua không nè. Thì mới đầu sợ quay bị la không dám quay, quay giới là chừng nào. À cô này cũng vui vẻ quá. À cô nói cô nhìn lại coi cô hả? Chào cô. Đâu có, thấy đẹp mà. Con thon gọn quá đẹp luôn. Sáu cũng mẹ cũng xin tạm dừng video, cuối lời chúc cô chú anh chị và các cháu luôn có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống, con cháu hiếu thảo. Chào cô chú anh chị và các cháu, chào.